Get out. Oklahoma? Yes. Chúng ta đã đến với trận đấu thứ tư ở trong trận đấu thứ tư và đây cũng là trận đấu cuối cùng trong buổi giao hữu ngày hôm nay thôi, bởi vì buổi tối hôm nay sẽ có kèo đấu sen phô giữa game thủ Chí Boy và game thủ Hồng Anh. Vâng, quay trở lại với trận đấu này thôi. Bài của U98 đang có một bình rất xa, em đang cố đưa về với nhà chính của mình. Dừng có vẻ đang khá đều rồi. Đây là Chibo. Vâng, bài đang là tương đối lòng ngoằng. Một bầy yêu cạnh với cánh rừng. Quả đâu? Vâng, quả phụ đấy thôi. Đấy rồi, không có đồ lùi về em. Vâng, nhầm trận đấu này. Như vậy không thể lên được sớm. Ra cùng chờ xem chiến thuật của thành viên bên phía KTV là gì. Khi U98 cũng có một bài về mặt rừng là cũng ổn, cũng không có đủ lùi về mấy. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ Hello Chiboy. Đồ ăn thì về cơ bản là đã đủ, nhưng mà lên đời sẽ không quá sớm. Vâng, lên đời sẽ không quá sớm ở bài đấu này. Còn đây là màn hình máy của game thủ U98.
có voi hiêu và nhà đồ ăn đang cực kỳ loằng ngoằng và oan ta la văn. Cố lên nào. Vâng, đội bạn giò 9 và giò 7% thôi. Vâng, 937 và 6 nông dân của AC. Nghe có vẻ là khoai. 937. Bên kia 27. Vâng, cả hai game thủ đều đánh với 27 nông dân. Một game thủ giò 9 và một bên game thủ giò 7%. Vâng, quyết luôn rồi. Chúng ta đến với trận đấu chung kết luôn cho nhanh.